Mới cách đây mấy bữa nữa. Mẹ của Phật tử mới tu có 3 năm, biết trước ngày chết quý vị. Mới tu 3 năm, phát tâm tu 3 năm. Cổ là 3 ngày nữa, má đi nghe con, hỏi đi đâu? Vậy Phật chứ đi đâu? Là má bệnh con đâu thấy nhiều lắm đâu, má nói vậy Phật. Nói là 3 ngày nữa tao đi à, chuẩn bị đồ đạc đi nha. Đầu ngồi dặn à, nhà này nè, cho thằng Hai nè, cây vàng cho thằng Út nè. Gì để dặn dặn dài dài nó nhắm mắt phủi tay ra đi nhẹ nhàng thanh thản không có gì. Vậy đúng 3 ngày á, cổ nói 12 giờ chưa có đi, đúng 12 chưa, mặc đồ nằm giường đi rét cái một, nhẹ nhàng như làn gió, mới thấy niệm Phật ra đi nhẹ nhàng thanh thản như làn gió. Nam mô A Di Đà Phật.